Rồi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với video mới nhất của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại quốc lộ 1A hướng từ Đà Lạt đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hướng về thành phố Hồ Chí Minh, cách cầu Đại Ninh khoảng chừng 100 m các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào thăm một cái làng gọi là làng chùa các bạn. Thì nó nằm ở thôn Thới An, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nha các bạn. Đây là hướng ngã ba vào cái làng chùa, nơi được xem là tập trung rất là nhiều chùa Tịnh Thất Am. Rồi, chúng ta sẽ đi vào quay lại cho các bạn xem. Từ quốc lộ 20 chúng ta vào thôn Phú An, xã Phú Hội của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nha các bạn. Nơi đây tập trung rất nhiều các chùa am Tịnh Thất, gần cả trăm ngôi chùa nằm ở trong khu này, gọi là khu làng chùa, nơi gọi là đất Phật. Các hộ dân sống xung quanh những ngôi chùa này cũng là nơi làm Tịnh Thất, người dân trong này là người Phật giáo các bạn, cho nên nhà xây đều có cổng chào hoặc là các tượng Đức Phật ở trong công viên ngôi nhà của mình. Đường vào làng Phú An này rất là thoáng mát, cây xanh rất là nhiều. Trước mặt chúng ta có một cái cây đa này chắc cũng cầu cả 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 ngàn tuổi, quá trời lớn. Nhà của các Phật tử họ sinh sống tại đây đều có, ở đây có cái cây đa là các bạn. Có cây đa là ngồi quá trời là lớn. Tán lá sẽ ra cùng cả. Mấy trăm mét vuông. Rốc rễ cây cao thụ này chắc cầu cả mấy chục người ôm mới đủ, mới hết. Quá trời là già cỗi các bạn. Chúng ta đi vào trong. Đây đây, kinh doanh mua bán các loại pháp cụ, đồ dùng cũng như thực phẩm chay. Vào trong nơi đây thì hầu hết gặp các tăng ni Phật tử từ trong nơi đây đi ra. Đây nhà của các hộ dân
đi thẳng lên bức tường luôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Giáo hội Phật giáo đạo tràng Long Châu. Đường vào rất là khu này rất là yên tĩnh. Không khí chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng chuông của nhà chùa và tiếng sư đọc kinh. Tổ đình viên cái tổ đình, tổ đình được xem là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại nơi đây. Nơi đây thì được khai phá và phát triển từ những năm 1960 các bạn, do các sư thầy về đây xây cái chùa đầu tiên, thì đây gọi là nhà tổ các bạn. Được bao bọc rất là uy nghiêm ha, đường vào rất là thanh tĩnh. Đây, nơi đây được gọi là tổ đình viện Hương Nghiêm đó các bạn. Tổ đình được xem là nơi ngôi chùa đầu tiên xây trên cái làng đất Phật Đại Ninh này nha các bạn.
Rồi phía bên tay trái chúng ta đây là cái tổ đình Tịnh Viện Hương Nghiêm. Chúng ta sẽ vào tham quan cái gọi là tu viện Vĩnh Minh nha các bạn. À, là hướng giữ xe miễn phí, đi xe hơi thì đi hướng này vào. À, gửi xe Honda đi thẳng hướng này. À, tu viện Vĩnh Minh được xem là ngôi chùa đẹp nhất và rộng nhất ở khu vực này. À, chùa này được xây dựng từ năm 1971 các bạn. Toàn bộ khung cảnh của ngôi chùa rất là thanh tịnh, không khí rất là trong lành, cây xanh rất là nhiều các bạn. Bên trái chúng ta có tượng Phật Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta sẽ đi qua cái hồ nước để những viên đá. Lúc trước nó là cái cầu nhưng mà sau này bỏ cái cầu để thành những viên đá bước qua vào. Đường dẫn lên ngôi chùa tự viện Vĩnh Minh. Bên phải chúng ta sẽ có tượng Đức Phật Nika đang nằm, hai chân duỗi về hướng nam. Phật Thích Ca Mâu Ni. À, chúng ta sẽ bắt đầu bước lên khu cổng chào tam quan với lối kiến trúc rất là độc đáo các bạn. À, xây bằng những viên gạch chồng lên nhau. Cây cối tùm, tiếng chim hót, không khí rất là yên tĩnh. Đúng là nơi để dành cho tu dưỡng tịnh tâm các bạn. Chúng ta bước qua cổng tam quan của chùa. Phía bên tay trái chúng ta đây là tượng Đức Phật Nikamo. Cao 32 mét các bạn. Trước dưới chân Đức Phật có một cái sảnh rất là lớn ha. Thảm cỏ rất là xanh tươi. À, trên bức tường có những bức Đức phù điêu mang những dấu ấn. Thượng phẩm tượng thượng sanh, thượng phẩm chúng sanh, thượng phẩm hạ sanh. À, coi như thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm chúng sanh và thượng phẩm thượng sanh. Đây các bạn. Bức tượng có chiều cao khoảng 32 mét. Được xây dựng năm 2002, 03 thì phải.
lưu lại toàn bộ khung cảnh từ trên Đức Phật nhìn xuống. Rất là yên tĩnh, rất là thanh bình. Nam mô A Di Đà Phật. Quán niệm lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin theo hạnh Bồ Tát. Từ cổng Tam Quan chúng ta đi lên bậc thang nữa thì lên chế chánh điện. Bên trái có cái Vạn Phật Điện, nơi để các hũ tro cốt thì phải. Không phải, Vạn Phật Điện nơi nơi để rất nhiều các pho tượng các bạn. Nơi để rất nhiều các pho tượng. Dưới thềm đi có hồ nước cộng những búp sen, cây cỏ, tiếng gió, tiếng chim rất là thanh tịnh. Đây có một sư thầy đang vệ sinh, làm sạch lối dẫn lên chi chùa. Chào thầy. A Di Đà Phật. Thầy, đây là chánh điện chính á thầy. Dạ. Quay phim nữa thầy. Dạ. Thầy ăn cơm chưa thầy? Dạ. Dạ. Đây là sảnh chính các bạn. Rất đẹp ha, cây cối rất là tùm. Có ba bức tranh để chữ Hán nôm, chữ Hán trên bức tường có các khắc phiêu điêu nơi Tây Thương, Tây Thiên Mừng Cực Lạc. Đó, có cây sứ tạo bóng mát, một cây tre rất là lớn. Chim hót cộng với lại tiếng tre trúc lào xào tạo nên không khí rất là yên tĩnh các bạn. Phía xa xa đó là nhà ăn.
Trên này còn rất rộng các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Lumbini. À, đây là nơi Đức Phật Nika sinh ra đời đó các bạn, đi trên chính cái búp sen này phải. Được xây dựng trong một cái công viên rất là đẹp các bạn. Là công viên sảnh à, cái hướng đường này đi lên hồi nãy mình chỉ cái hướng xe hơi cho xe hơi chạy lên các bạn, xe hơi xe Honda gì chạy lên vẫn được. Chúng ta sẽ đi bộ tản bộ xuống, gió thổi rất là mát thanh tĩnh, tiếng tre tiếng trúc cộng với tiếng chim hót tạo nên không khí rất là yên tĩnh, thanh bình. Sảnh sau lưng của tượng Đức Phật. Xa xa chúng ta có cái tháp Kim Bảo cao 9 tầng ha, nơi để lưu cho cốt. Rất nhiều cây đa cổ thụ cái 100 năm tuổi các bạn. Toàn tán cây đẹp. Đường đi vào tòa bảo tháp, hai bên hai cây thông, hàng cây thông rất là đẹp. Bảo tháp Minh Tích Ấn, Trôn Tri Xá Lợi. Đây các bạn, quá đẹp và quá thanh tịnh. Đây là ngôi mộ của Đức Thầy. Rồi chúng ta đã đi khám phá và quay đến phía sau của khuôn viên tự viện Vĩnh Minh nha các bạn, tại Đại Ninh, thuộc thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
bầu không khí rất là trong lành, thoáng đãng. Nơi đây là nơi được gọi là đất Phật, cho nên tập hợp rất là nhiều chùa chiền. Rồi, quay cho các bạn xem. Chúng ta kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.